Tối ngày 27 tháng 4 năm 2022, ca sĩ MC Lâm Trấn Kiệt tổ chức thành công qua chương trình ca nhạc thiện nguyện xây bếp ăn không đồng tại chùa Phật Nhật, địa chỉ ấp Chánh, xã Tiên Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, được tổ chức lần đầu tại quán cà phê Phương Trang, đường tỉnh lộ 9, ấp Rừng Sến, Đức Hòa, Long An. Chương trình với sự tham gia biểu diễn đặc biệt của các ca sĩ khách mời như ngôi sao ca nhạc Bằng Cường, nhóm nhạc Gemini, doanh nhân Cô Minh Hiếu, nhóm hài Gala Cười Duy Mỹ và Lý Thu. Đặc biệt, chương trình được dẫn dắt bởi MC ca sĩ Lâm Trấn Kiệt cùng với ca sĩ Nhật Minh, ca sĩ nhạc sĩ Tô Phương Trang, ca sĩ Thắng Nguyễn, ca sĩ Bảo Vân Bolero, ca sĩ Hương Giang Bolero, ảo thuật gia Hoàng Phúc, múa lửa Mỹ Kim và còn nhiều tiết mục ấn tượng đặc sắc. Khán giả được gặp gỡ với những cô gái chân dài đến từ đoàn Lô Tô Hương Việt, đem đến những vòng cầu may mắn và tuyệt vời và những tiếng cười sảng khoái cho khán giả trong đêm nhạc. Chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp với phần đấu giá rất ấn tượng của các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân đã tạo ra một đêm nhạc giàu tính nhân văn. Đây có lẽ là một đêm nhạc thành công nhất, phải nói đem về với số tiền không lớn cũng không nhỏ. Được sự giúp sức của toàn thể tất cả quý vị mạnh thường quân, đêm nhạc được diễn ra một cách trân trọng. Xin được cảm tạ những ân nhân và các nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xá xa xôi đến ủng hộ vé và tham gia đấu giá cùng chương trình. Xin được cảm ơn anh Bình, chủ quán cà phê Phương Trang, đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trấn Kiệt được tổ chức đêm nhạc. Xin được cảm ơn gia đình anh Mười Bon và chị Thúy Anh đã hỗ trợ cho Trấn Kiệt xuyên suốt chương trình. Xin được cảm ơn anh Thế Hưng, giám đốc bất động sản, đã hết mình vì chương trình để bán vé. Xin được cảm ơn tất cả anh chị em môi giới bất động sản Thế Hưng đã ủng hộ tinh thần và phụ Trấn Kiệt bán vé. Xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc cũng đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn chị Cái Thi với nickname Thằng Bờm cũng đã tài trợ âm thanh sân khấu. Xin được cảm ơn mẹ Lê Thị Mỹ Nương đã không ngại đường xá xa xôi đến ủng hộ tinh thần với số tiền 6 triệu đồng. Xin được cảm ơn chị đẹp Bùi Thị Anh Đào đã đấu giá thành công vật phẩm. Xin được cảm ơn các ca nghệ sĩ đã đồng hành chương trình. Xin được cảm ơn những người đẹp đoàn Lô Tô Hương Việt đã dành nhiều thời gian tâm huyết quay những vòng cầu Lô Tô may mắn, những tiếng cười sảng khoái cho khán giả. Xin được cảm ơn anh em âm thanh sân khấu Xuân Tú cũng đã hỗ trợ hết mình vì chương trình. Xin được cảm ơn diễn viên Doanh Nguyễn đã hỗ trợ mọi công việc cho Trấn Kiệt được diễn ra thành công tốt đẹp. Xin được cảm ơn câu lạc bộ thiện nguyện Hương Tâm Phúc đã hỗ trợ 20 phần quà cho bà con cô bác tại địa phương. Một lần nữa, Trấn Kiệt xin được tri ân sâu sắc nhất. Xin kính chúc tất cả quý vị thanh tâm, an lạc, tiền tài, may mắn, hạnh phúc.